nghe nhiều người hay nói tình hay đi theo với lại tiền với tình đi chung, thì theo như thầy có đúng hay không? Giống như tiện mình tử vi hay cái là đó gì là đó. Đó là trong lá số tử vi, kính thưa quý vị. Trong lá số tử vi nó có những cái đường tình cảm của mình, tức là cái điền trạch hạnh phúc cung của mình và cái cung thê cung của mình, cung phu của mình đó, thì nó nói đến hạnh phúc người chồng của mình như thế nào. Nếu người chồng của mình là cái người trong đó có những đào hoa, thiên hỷ, riêu y, là những người mà ăn hưởng sống bề bạ đó, thì e rằng mình khó hạnh phúc là như vậy. Hoặc là người ta có những cái có những người đàn bà mà rất là đẹp, nhưng mà số mệnh của người ta gặp những cái đào hoa, hồng loan, cô thần, quả tú về, người rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà không người đàn ông nào, người đàn ông nào gặp cũng muốn người đó thành vợ mình đó, nhưng nó không có những cái hoàn cảnh để mà nó xúc tác để thành vợ thành chồng được, cho nên bị cô đơn suốt đời là như vậy. Đó là trong lá số tử vi của mình như vậy. Thì như cô Chelsea vừa hỏi đó, thì ví dụ như là tình mà đến thì tiền có đến không, thì tiền bạc nằm trong cung tài bạch của mình, thì trong cung tài bạch của mình phải biết được cái quan lộc của mình như thế nào. Quan lộc mệnh thay là mình, số mình giàu hay số mình nghèo, rồi xem cái cung tình cảm của mình hạnh phúc hay không. Có những người rất là giàu có nhưng mà rất là cô đơn buồn tẻ, nhưng lại có những người rất giàu có mà vợ chồng con cái đùm đề, hoặc là có những người là rất là giỏi thông minh nhưng mà không bao giờ có được một người bạn, mà nó học rất nhiều bằng cấp nhưng mà cô đơn sống một mình, vân vân. Thì đều qua cái lá số tử vi của mình là như vậy. Cho nên là tình đến rồi tình, có tiền thì không có tiền, có tiền thì không có tình, cũng có, mà có tiền và có tình cũng có, mà không có tiền không có tình cũng có. Đó là cái do cái lá số. Người thầy có thể biết được, những người đến, ví dụ đến tôi đi mà hỏi là thưa thầy, đời của tôi tình và tiền như thế nào, thì ông thầy sẽ nói cho nghe là như vậy. Chelsea cảm ơn thầy. Và ở đây cũng có, mình có nhiều cách để mình bói bài, thì thầy, đối với thầy đó, cái nào thầy thích nhất mà thầy thấy là nó dễ dàng cho, hay là mỗi cái mỗi khác nhau, dễ dàng cho mấy người khách, cho những người khách mà đã xem chương trình. Kính thưa quý vị, trong bộ môn khoa học huyền bí thì tất cả bộ môn đều là có những cái đặc sắc, đặc nét của nó, mà không phải bộ môn nào cũng dễ dàng để mà học hết. Tuy nhiên cái người mà có cái căn cơ mà đã nghiên cứu rồi đó, thì người ta nghiên cứu từ nhỏ. Khi người ta nghiên cứu bói dịch là tự nhiên người ta cũng thích nghiên cứu bói bài. Rồi tự nhiên người ta cũng thích nghiên cứu cái crystal ball, rồi người ta cũng nghiên cứu cái tử vi đó. Nhưng mà riêng cái tử vi thì nó nói hết đời của mình luôn, tức là một người sinh ra có 5 tháng ngày giờ sinh, từ lúc nhỏ cho đến lúc chết là hết một đời của mình. Và các bộ môn này và các bộ môn nhỏ này thì nói cái thời điểm, tuy nhiên bói dịch nó nói cái thời khắc của mình hiện tại bây giờ đó, tôi đang 5 tháng ngày giờ này nè, tôi đang muốn biết đời tôi như thế nào trong thời khắc này, mình biết rất muốn. Hoặc là tôi bị cái tai ương này có qua không, người ta giao 3 đồng tiền, giao 3 đồng tiền rất chính xác các quý vị. 3 đồng tiền nếu học được, đắc được cái đạo bói dịch, tôi gọi là bốc dịch thần thông nhá. Crystal ball cũng rất là hay nhưng khó đạt được. Bói bài cũng rất là hay nhưng mà bói bài là dễ đạt được nhất trong tất cả các bộ môn nhá. Và cái nhưng mà nói chỉ được thời điểm thôi, bói bài không thể nói từ lúc sinh cho đến lúc chết được hết đó, nhưng mà tử vi một lúc có thể nói được hết đó. Bói bài thì trả lời những cái uẩn khúc trong cuộc đời, cái hiện tại của mình như thế nào. Nhưng mà sở dĩ tất cả bộ môn này đến năm 2020 này nó vẫn là những cái bộ môn huyền học mà cả thế giới nước nào cũng đều có người nghiên cứu cả, chứng tỏ rằng là nó có sự sống của nó, người ta tiếp tục ta nghiên cứu. Bởi vì nếu nó không đúng, nó sẽ bị tự hủy diệt, một cái nguyên lý gì đó không đúng, nó tự hủy diệt và người ta sẽ không tìm đến nữa. Bộ môn này nó có được nhưng vô cùng khó, nó cần nhiều cái yếu tố để mà đạt được cái đạo của cái vật đó. Chelsea, sẵn là năm mới mình mới vừa qua, thì năm nay là năm con chuột, thì Chelsea muốn hỏi thầy có một cái bí quyết nào đó mà mình giúp cho đổi vận mạng mình may mắn hơn hay không, giống như mình tin theo những gì mà giúp cho mình, giống như dây tai đeo màu đỏ hay là những gì đó mà có thể giúp cho mình thêm một cái lòng tin, một may mắn. Kính thưa quý vị, tôi trước khi tôi đến vào cái show này thì tôi có gặp một cái anh quay phim này, anh cũng hỏi tôi về cái vận hạn của anh năm như thế nào. Thì kính thưa quý vị, con người ta nó thay đổi cái vận hạn, nó thay đổi cái vận hạn cuộc đời của mình qua mỗi một năm. Mỗi một năm nó có sự thay đổi. Có những người năm nay thì rất bình thường, qua tới sang năm thì sống được mấy tháng rồi chết. Hoặc là qua mấy điều, hoặc là có người qua được 3-4 tháng thì tự nhiên giàu có kinh khủng lắm.
hoặc là có người năm nay vợ chồng rất bình thường, qua tới tháng năm tự nhiên ly dị, thì tất cả những biến cố của đời của mình nó xảy ra từ hàng năm một, sau đến cái tháng lệnh. Cái tháng lệnh là cái tháng thi ứng của ngũ hành đó, cái âm dương ngũ hành nó sẽ làm cho cái tác dụng của nó xảy ra, cái lệnh nó đưa xuống từ tháng lệnh, rồi đến cái ngày nó sẽ tác dụng cái ngày đó. Ví dụ như cái người đang bình thường thôi nhưng mà sáng năm sẽ bị tù, thì người ta coi thấy là năm nay có bị tù rồi đó nha. Nhưng mà đến cái tháng đó người ta mới làm cái chát tòa ra, cái chát tòa ra xong đến cái ngày đó người ta đưa xuống, gửi xuống người đó, người ta mới biết mình bị tù. Thì như vậy thì cái năm tháng ngày nó có tuần tự và sự biến đổi của con người là như thế. Còn chúng ta tốt đẹp như thế nào thì năm nay là, kính thưa quý vị, năm nay là năm Canh Tý. Năm Canh Tý là nó thuộc về hành thổ, thì những người nào mà có cái mạng thổ đó thì mình vững vàng lắm, mình yên tâm, tức là mọi sự nó biến tương đối vững vàng nhá. Còn những người nào mà thổ thì nó sinh cho kim cũng phát triển được. Thổ chỉ sợ nhất là những người mạng mộc sẽ gặp khó khăn, hoặc là mạng thủy sẽ gặp khó khăn đó, mạng hỏa thì sẽ giảm bớt đi. Như vậy đó là cái ngũ hành thôi, nó nói là những cái yếu tố của sự thể nó biến thiên. Ngoài ra nó còn cái lộc trời trong đó, còn cái sự động thể của thái tuế, rồi nó có những cái chỗ mà cơ may của cái can chi của khôi việt về, rồi nó có cái hóa lộc. Năm nay là canh thì canh nhật vũ ông đồng vi thủ, canh nhật vũ ông đồng vi thủ là đàn ông nha. Cái việc làm ăn buôn bán gì đàn ông làm ra tiền, đàn bà là hót khoa, đàn bà làm giấy tờ thì thành công, đàn ông làm giấy tờ không thành công đâu, đàn bà muốn đi buôn kiếm tiền không thành công đâu đó. Canh nhật vũ âm đồng vi thủ, đồng thiên đồng là thiên đồng là gì, vi thủ là có hóa kỵ là sự bại và thất bại. Thì năm nay nè, những ai làm về thiện nguyện nè, những ai làm về mà đi giúp đỡ người nè, những cái hội từ thiện sẽ không được phát triển mạnh. Và canh nhật vũ khúc là những người có tài tinh, có những người có cái nghiệp về nghiệp võ, về nghiệp văn nghệ vân vân, thì nó sẽ gia tăng. Năm nay là quyền lực gia tăng, đàn bà kiếm được bằng cấp giấy tờ, làm việc giấy tờ rất tốt, thành công, đàn ông kiếm được tiền, là như vậy. Yeah, Chelsea cảm ơn thầy đã nói ra những cái rất là hay, và cũng giúp cho Chelsea và cũng như là những quý vị khán giả đang xem chương trình. Và mình không còn chút mấy thời gian nữa, thì trước khi chia tay chương trình, Chelsea mời thầy gửi lời đến quý vị khán giả. Kính chào quý vị, với cái chủ đề khoa học huyền bí trong chương trình Góc Khuất, thì chúng tôi đã cố gắng đem ra những cái góc khuất, những cái bí mật, những cái mà người ta rất tìm hiểu về các bộ môn khoa học huyền bí. Đặc biệt là hôm nay chúng tôi đặt nặng về cái crystal ball, là cái sự bí mật của nó chúng tôi đã trình bày với tất cả những kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Hy vọng rằng quý vị có những cái hiểu biết hơn và có những cái sự sáng tỏ về cái crystal ball ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị. Chelsea cảm ơn thầy đã đến với chương trình, và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất. Thì Chelsea cũng muốn là quý vị đã xem và viết đến năm con chuột này, mình có những gì giúp đỡ cho quý vị khán giả, và có thắc mắc gì muốn biết thêm hay là gì đó cũng có thể liên lạc thầy, và có giống như là mình biết là có cách nào mà mình có thể đổi cái tử vi, mình giúp cho, không phải đổi liền nhưng mà mình giúp cho sau này mình khá hơn. Có hết. Dạ. Thì có thể là thầy đã giúp có đỡ thể, cho. Có thể chúng ta có thể sửa đổi cuộc sống của mình qua lá số tử vi. Và Chelsea cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Góc Khuất, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.